thưa mọi người là ngày hôm nay em được nhận cái huy hiệu này. Nghe chưa? Giải ba đồng. Nhưng mà vì hả rất là nôn nóng để được trưng diện nó. Nó nặng quá nó sẽ nặng quá. Vậy là khoe dữ chưa em? 2, 3, buông ra. Đó, khoe dữ chưa? Đeo ngược đi chứ. Ngược đâu? Vậy đúng rồi. Chị Phương có nếm miếng bánh xèo nào không? Chị không làm nếm. Vì chị biết là chị chưa có kinh nghiệm. Cho nên là nó sẽ không ok đâu. Vì đấy là sự cố gắng ấy, mình cố gắng không có nghĩa là mình có khả năng làm được. Cái đấy nó là hai vấn đề khác nhau. Thì là chị chỉ là người có cố gắng thôi chứ chị không phải là người có khả năng. Ngọc là người rất có khả năng nhưng mà cần phải được xé nháp mấy lần thì mới thành công được. Nói chung là bọn chị làm cái đấy rất là giỏi. Mà sau một thời gian lâu rồi thì bọn chị bị quên. Và bọn chị phải làm nháp mấy lần thì bọn chị mới nhớ ra. Nhớ ra rồi thì mọi người cũng đã ăn no. Để ý bé này nha, bị hai đại sinh nói tốt kìa ha. Có ai thử bánh xèo của chị không? Không có ai thử ạ. Không ai được thử ạ. Không ai muốn thử ạ. Không ai muốn thử ạ. Có ai thử bánh xèo của Bích Phương không ạ? Có anh Trường Giang thử nè. Không có, không có. Không, anh nói anh Lâm. Lâm ăn luôn, Lâm chỉ ăn cùng dùng con tôm thôi. Mọi người biết là tấm lòng của chị với cả Ngọc thôi, chứ còn mọi người không ăn. Anh Giang mà không kẽn là nó quốc cái bánh xèo rồi. Anh Giang nói em nhìn đi. Đây, bột còn sâu. Bánh xèo của Ngân là chín được hai mặt. Đúng ạ, thì nó thể hiện sự gan lăng của bác Tài đấy. Kiểu như là biết là không ăn được nhưng mà vì chị em mình vẫn cố ăn. Còn anh chẳng gan lăng gì cả, đáng ra anh phải cố ăn cùng với bác Tài luôn. Anh quá quá. Cái đó không thể gọi là gan lăng được. Vì như thế bọn em thấy vui trong lòng, như thế là ga lăng rồi. Anh còn vợ hai con nữa, mai anh phải về chăm sóc gia đình nữa. Lỡ mai có chuyện gì rồi ai làm gì mà đến mức độ đấy đúng không em? Trời ơi, chỉ không được ngon thôi. Em đã bao giờ bị ngộ độc thực phẩm chưa? Nhưng mà người ta làm cái bột đó, tụi em chỉ có việc tráng ở trên gạo. Nhưng mà nó chưa chín, hồi nãy là chưa chín thiệt. Hỏi ai xác nè. Đúng đúng. Thôi lần sau bọn tôi rút sợi dây kinh nghiệm. Nhưng bọn tôi bác thấy bọn tôi có tấm lòng không nào? Có tấm lòng rất bao la. Tôi chỉ cần mọi người ghi nhận tấm lòng là tôi vui rồi. Bích Phương rất ngon. Chị có thử món bún xào của ai xác không? Chị ăn một con tôm ở trong đấy ạ. Do gia vị ngon 70%, do công thức người nấu 30%. Thế tấm lòng của bác cũng rất ngon. Nói chung bộ lòng, bộ đồ lòng bọn chị đều rất là ok là. Nói chung rất là tuyệt vời. Có mỗi một vấn đề là chị về bếp thôi. Về bếp thôi. Chứ còn lại thì là viên mãn. Vì là phải có những người bếp thì mới có những người nhất. Đúng đúng. Chứ không có những người bếp như bọn chị thì làm sao mà có những người nhất. Chị còn được tặng một chiếc nón rất là cầu kỳ làm bằng nhiều công đoạn. Thúy Ngân bảo là nó trị giá từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngân rất là song xanh với chị nên chị sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc nón đó. Làm kỷ niệm chị sẽ treo lên đâu. Nhưng tại vì cái đấy không đội được đâu. Nhưng mà thứ nhất là uổng, thứ hai là cái nón đấy là nó chỉ đẹp thôi chứ nó xuyên nắng, nó xuyên qua. Do Thúy Ngân là người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay đã tặng lại cho chị phần thưởng. Quá ga lăng hơn anh Giang rồi. Anh xui ai đó không ăn bánh xèo của em không đồng ý đâu. Cỡ nào cũng quay sang anh vậy thôi. Anh xe mặt là gì? Xấu hổ quá. Anh hai mà kỳ vậy anh hai. Nhiệm vụ của Nê tối nay là gì? Dạ, nhiệm vụ của em là một người phục vụ. Khách hàng nào khó tính nhất? Khách hàng khó tính nhất chắc là anh Giang với lại anh Lâm rồi. Nhưng mà anh Lâm là hồi nãy là bỏ cái bánh của em với lại chị Ngân làm luôn. Phục vụ mà. Ủa anh phục vụ? Anh mà. Em thấy anh ngồi anh ăn không mà. Em thấy anh ngồi anh ăn không mà. Trời ơi, cả bánh của em nữa. Nói chung là dở anh dám ăn. Nhưng mà đây lần đầu chưa có kinh nghiệm thì anh cũng phải du di chứ. Ra bụng may đi làm nữa. Một miếng mà. Ai dạy cái tính mày trả keo từ hồi trưa tới bây giờ. Sợ quá, sợ quá. Ăn ai càng trả keo. Trả được một lần nhưng để sướng. Bao nhiêu tuổi rồi dám trả keo. Ba mấy rồi. Em chỉ tranh, em đấu tranh cho món ăn của em thôi. Chưa được thì em rút kinh nghiệm sau. Đó. Đấy, thế thôi, hết rồi. Làm lấy đây. Vâng. Vâng. Nhịp có, cái nhịp có nha. Bắt đầu hơi có cảm nhận được nhịp nha. Tuyệt vời đó. Bắt đầu biết cái lại rồi. Cái nhịp có, stay. Lần sau sẽ cái to hơn, à không, cái ít thôi. Cái anh báo ekip chôn cái đèn xong bây giờ anh em phải ngồi đó thục để kiếm. Họ đi tìm cái trái dừa của họ đó. Wow. Đó.
quá bá. Người ta có cả công cụ như kiểu không tìm được, còn làm sao mà đó là tìm còn tính mình kìm ông ra bắt nghệ sĩ tìm được. Trời ơi, vậy sao đây? Vậy mà cuối cùng mình kiếm được 4 trái là cũng hơi lắm. Không mà không kết thúc cảnh quay được. Hải sản nhưng mà bé Châu chọc cháo. Chị Châu sao phải ăn cháo vậy ạ? Mọi người gợi ý để mình nói về cái việc mình chớ đúng không? Mà thôi, chuyện này cũng không có gì vui vẻ cả. Mình đã xong rồi. Và mình cũng không muốn là Châu cũng hơi ngại một tí. Tại vì mình lúc nào cũng khá là tự tin với cả cái năng lực của mình và với sức khỏe của mình á. Và mình không ngờ là sau 2 ngày thì bắt đầu đến buổi chiều nay bắt đầu người mình nó lả đi một xíu. Đến lúc mà bắt đầu cào đất, cào cát ấy là mọi người thấy Châu im lặng luôn. Là mình chỉ nghĩ là ok, tập trung làm nốt. Và không nói được gì nữa rồi. Bắt đầu người nó bắt đầu lâng lâng rồi. Khi mà bắt đầu đi ra xào miến cho anh Lâm thì bắt đầu người mình bắt đầu nó sôi sục lên. Và mình đang rất là muốn lại như thế này nhỉ? Phun trào ra. Thì mình nghĩ là không được phun trào vào miến của mọi người. Phải nín lại nha, mình nuốt nó xuống. Thì ngay khi mà mình mang cái đĩa đó xuống để xuống bàn thì bắt đầu nó trớ lên đây, nên mình phải chạy luôn ra khỏi. Bắt đầu mình nghĩ là ồ thôi may rồi, là lúc với mọi người bắt đầu xong hết rồi, cũng là cuối chương trình rồi. Bắt đầu mình gọi là xả láng để ra hết những cái gì bên trong bụng nó còn cồn cào. Bây giờ mình cũng khỏe hơn. Thì những cái hải sản thì rất là ngon, nhưng mà thật ra là mình không ăn được, ngửi mùi rất là thơm. Nhưng mình cũng không dám ăn, tại vì sợ bụng đang lạnh bụng á, nên chỉ ăn cháo thôi. Trong 2 ngày vừa qua là Châu cũng có rất là nhiều tâm tư mà mình chưa có nói được. Tại vì một phần là mình cũng rất là hơi ngại một xíu là có anh chị ở đây thì mọi người cũng, Châu lúc nào cũng sẽ muốn là mọi người nói hết ý rồi bắt đầu đến lượt mình, hoặc là bao giờ mọi người cho mình nói mình cũng dám nói. Nên cũng có nhiều lúc mà mình có những cái thứ mình muốn nói mình chưa chia sẻ được, nhưng mà cái mà mình muốn nói nhiều nhất đó chính là thực sự là rất là muốn cảm ơn mọi người vào chương trình. Rất là cảm ơn tất cả những người đứng sau camera, tại vì thật là 2 ngày này mình đã thế này rồi mà không biết là mọi người kiểu, mọi người còn kể với Châu là để quay được cái này thì mọi người cần vài tuần để mọi người side check tất cả những cái địa điểm, xong rồi để đi qua đi lại để có thể check lại cái location đấy xem mình có quay được không, rồi là xin với chính quyền rất là nhiều bước khác nhau để có thể làm nên một tập cho chương trình. Nên là mình nghe mình kiểu rất là xót xa ấy, nên là mình rất là cảm ơn mọi người, cũng như là chỉ mong mọi người có sức khỏe thôi. Đến ngày hôm nay khi mà mình bị như vậy thì đúng là hơi xấu hổ một xíu. Chỉ mong là mình có sức khỏe là sẽ chiến được hết. Nên là tất cả mọi người ơi, hãy có nhiều sức khỏe để làm ra những nội dung hay cho khán giả nha. Và mong là khán giả sẽ yêu thương tất cả các anh chị em, cả nghệ sĩ, đoàn quay, chương trình. Đó mọi người ạ. Rồi, đây mọi người ơi. Thôi nghỉ ngơi cho mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn kiếp. Cũng hỏi gì nữa không? Thank you so much. Không, bây giờ anh muốn quay. Bây giờ anh muốn quay mình. Thôi, đừng có nhạo nữa. Bye, nói chứ mọi người nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Behind the Scene. Và hãy theo dõi tập tiếp theo của Hành Trình Được Rỡ. Sẽ thiệu có mặt của khách mời Lê Dương Bảo Long. Và ekip hôm nay đã làm việc rất cực khổ đây, những ánh mắt đờ đẫn, những nụ cười ngờ ngợt. Vâng ạ, mọi người có thể xem là sự cực khổ chúng tôi và hãy đón xem chương trình để ủng hộ cho cả ekip nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Chương trình Hành Trình Được Rỡ từ Hài Việt Nam. Đón xem YouTube Music Night lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2.